sau khi thông tin chị đẹp đạp gió quay trở lại với mùa 2, hòa cùng sức nóng từ anh trai vượt ngàn trong gai. Ban tổ chức cũng đã có cuộc phỏng vấn nóng với các anh tài về mong muốn những cái tên hot của showbiz Việt sẽ tham gia. Trong đó, Khay Trần phấn khích khi gọi tên ca sĩ Mỹ Tâm, Bảo Thi, Lương Bích Hữu. Anh còn mong khán giả sẽ ủng hộ cho chị đẹp đạp gió mùa 2. Còn anh tài Thiên Minh hy vọng Hồ Quỳnh Hương, Minh Tuyết, Phương Thanh tham gia. Anh tài Tăng Phúc thì mong giọng ca nội lực Thu Minh, Lê Giang góp mặt. Còn với Tiến Luật, anh mong muốn DJ Mia, Tú Hảo, Lâm Vĩ Dạ. Anh chia sẻ, nói về nhạc thì Mia rất giỏi, còn Tú Hảo là nhân tố bí ẩn. Lâm Vĩ Dạ là nhân tố nhảy đẹp, đa tài. Đặc biệt, Lâm Vĩ Dạ hát hay, cũng như có thể hát tất cả các thể loại nhạc. Tiến Luật hy vọng chương trình sẽ liên hệ với Lâm Vĩ Dạ. Trong khi đó, nhiều khán giả để lại ý kiến trong mùa 2 chị đẹp đạp gió sẽ tập trung phần nhạc sao cho hấp dẫn và thu hút người nghe, tránh xa những ồn ào không đáng có và tạo được tiếng vang.